Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Giang ngày hôm nay. Video clip lần này tụi mình sẽ chú trọng về chăm sóc da nhé. Chắc các bạn ở đây ai cũng biết về việc chăm sóc da quan trọng như thế nào rồi phải không? Do vậy các bạn hãy cùng mình thực hiện theo những bước sau đây nha. Ok, đầu tiên mình sẽ sử dụng cài đầu để tóc thật là gọn gàng. Mọi người có thấy Giang giống con mèo không? Meow. Với bước tẩy trang thì Giang sẽ sử dụng Clinique Take The Day Off. Mình sử dụng rất là nhiều em này trong năm vừa qua. Thì như các bạn cũng có thể thấy là mình sẽ sử dụng một lượng nhỏ và sau đó massage nhẹ toàn bộ khuôn mặt. Lượng sáp này sẽ chuyển thành dạng dầu, do vậy nó sẽ dễ dàng lấy đi tất cả những bụi bẩn cũng như là lớp makeup trên mặt Giang, như các bạn cũng có thể thấy ở đây. Tiếp theo sẽ là bước tẩy tế bào chết. Giang sử dụng tẩy tế bào chết của Santa mùi trà xanh. Thích em này một cái là giá rất rẻ. Điểm cộng lớn nhất của em ấy chính là tester. Những cái hạt massage này rất nhỏ và mịn, do vậy khi massage lên da của Giang không hề cảm giác bị đau hoặc là bị rát. Sau khi tẩy tế bào chết cho da xong thì Giang sẽ chuyển qua bước rửa mặt. Ở đây Giang sử dụng sữa rửa mặt Q chiết xuất từ hoa cúc Calendula và kết hợp với máy rửa mặt Forel. Mình sẽ cho chạy máy Forel trong vòng 60 giây mọi người nhé. Ngay sau bước này thì mình sẽ sử dụng toner của Hatomuki Skin Condition để cân bằng lại độ pH cho da. Đây là một loại toner thiên về lotion, có thành phần chiết xuất từ hạt dị ý của Nhật Bản, tác dụng dưỡng ẩm, cấp nước cho da, chống lão hóa và trắng da cực kỳ hay đối với da khô và hỗn hợp thiên khô. Em Hatomuki này phải nói là trên cả tuyệt vời luôn đấy mọi người ạ. Yêu chiều thêm làn da một chút thì Giang sẽ sử dụng mặt nạ. Dạng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với mọi người đó là mặt nạ đắp của The Body Shop, mặt nạ trà xanh. Đây là loại sản phẩm có chiết xuất từ bột trà xanh nguyên chất Nhật Bản. Vốn dĩ có tinh chất trà xanh, do vậy khi đắp lên rất mát. Cảm giác ngay sau đó rất là sảng khoái và tươi mới. Còn sau khi rửa mặt xong thì ôi thôi, da mịn màng, da mông em bé vậy. À, mọi người nhớ uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nữa nha, vì tương lai da đẹp mà, đúng không? Thật sự là mình bị ghiền đắp mặt nạ trà xanh này các bạn ạ. Do vậy mà các bạn cứ triển thẳng nhé, em ấy phù hợp với tất cả mọi loại da luôn đó. Dạng mặt nạ thứ hai đó chính là mặt nạ giấy. Ở đây mình sử dụng mặt nạ giấy của Innisfree, một trong những loại mặt nạ mà mình rất là ưa thích. Chất giấy lụa của Innisfree dày và dai, mặt nạ ôm sát và vừa khít lên da mặt. Những dưỡng chất có trong mặt nạ giúp cho da tươi sáng và mịn màng hơn rất nhiều. Điểm mà mình yêu thích về loại mặt nạ này chắc chính là bao bì rồi. Innisfree thiết kế bao bì cho sản phẩm này cực kỳ bắt mắt và đáng yêu luôn. Giang sẽ đắp lên da chừng 20-30 phút và thư giãn. Sau khi cởi mặt nạ ra thì Giang sẽ dùng tay massage đều toàn bộ khuôn mặt để những dưỡng chất thấm sâu vào da hơn. Ở đây các bạn không cần nhất thiết phải rửa mặt lại sau bước mặt nạ giấy, nhưng mà cá nhân mình thì mình sẽ rửa nhẹ đi một chút. Mình sẽ sử dụng Essence Time Revolution của Missa để apply toàn bộ lên da. Đây là tinh chất dưỡng da chuyên sâu, hiệu quả ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, đồng thời kích thích tái tạo biểu bì và cấp ẩm sâu, giúp làn da săn chắc và mềm mại tự nhiên. Da của Giang kỳ này mịn màng một phần cũng là nhờ em ấy đấy các bạn. Mình tiếp tục sử dụng The Ordinary Lactic Acid 10% cộng với HA2%. Cho một vài giọt lên tay và xoa đều khuôn mặt. Em này sẽ giúp các bạn tẩy đi được những tế bào chết trong da cũng như là sản sinh ra nhiều tế bào mới, giúp da khỏe và mịn màng hơn. Tiếp theo sẽ là hai sản phẩm Hyaluronic Acid 2% cộng B5 và Alpha Arbutin 2%. Nhìn mặt tổng thể thì hai em này đều giống nhau bởi công dụng dưỡng ẩm và làm cho da được săn chắc đàn hồi. Texture của hai em này khá sánh và đặc. Thêm vào đó thì thành phần B5 giúp da ngăn ngừa mụn và kháng sinh tốt hơn. Giang sẽ luân phiên sử dụng hai em này với nhau. Mình thật sự rất ngạc nhiên về chất lượng cũng như là giá cả của các sản phẩm từ The Ordinary. Ba sản phẩm mà mình đang sử dụng lúc này, sản phẩm nào mình cũng ưng ý cả.
không thể tưởng tượng rằng hãng lại cho ra đời những sản phẩm chất lượng như thế này nhưng giá lại vô cùng phải chăng. Đối với bước khoa ẩm cho da thì mình sử dụng The True Cream Moisturizing Balm. Còn đây là chất kem của em nó mọi người nhé, rất là sánh mịn luôn. Mình sẽ lấy một lượng nhỏ vừa đủ chấm đều 5 điểm và xoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Sau đó Giang sẽ hơ nóng hai lòng bàn tay áp chặt lên da mặt để kem thẩm thấu vào da tốt hơn. Bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng mặt nạ ngủ của Laneige để apply lên môi. Giang thực sự đánh giá cao em dưỡng môi này luôn, khi apply xong sáng mai dậy thì thấy môi rất là mềm mịn và không hề khô, không hề bị bong tróc. Highly recommend mọi người check out em này nha. Oh yes, cuối cùng thì Giang cũng đã chia sẻ xong với các bạn về routine skincare buổi tối của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian theo dõi qua video clip này. Đừng quên like cũng như là subscribe channel của Giang nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye.